Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái. Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau phần bản tin chi tiết như thường lệ, trong chương trình thời sự tối Chủ nhật, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin về Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ra khuyến cáo phóng viên và báo chí trong nước cẩn trọng khi đưa tin về nhân quyền, và giới học giả phê phán dự thảo luật về hội là thiếu dân chủ. Trong thời gian còn lại của chương trình, mời quý thính giả đón nghe một trao đổi thư tín trong tạp chí truyền thanh Sức khỏe và đời sống, tìm hiểu nguyên nhân vì sao căn bệnh ung thư ở Việt Nam gia tăng. Và trang tạp chí Phụ nữ hôm nay, nhà văn Tâm Phan chia sẻ vì sao những nạn nhân nữ bị xâm hại tình dục thường không lên tiếng tố cáo. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối chương trình phát thanh tối Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2016. Thưa quý thính giả, Bộ Truyền thông Thông tin Việt Nam hôm thứ Tư ngày 26 tháng 10 khuyến cáo phóng viên và báo chí trong nước cẩn trọng khi đưa tin về nhân quyền mà bộ này cho là vấn đề nhạy cảm, thường bị những thế lực xấu lợi dụng để chống phá nhà nước Việt Nam. Quan điểm của chính quyền Việt Nam về nhân quyền, mức độ nhạy cảm của vấn đề là nội dung bài do Thanh Trúc thực hiện sau đây. Mời quý thính giả theo dõi. Tại buổi họp có tên là Hội nghị cung cấp thông tin về công tác nhân quyền, được tổ chức định kỳ hàng tháng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Bảo, đưa ra cảnh báo như vừa nêu với báo giới trong nước. Ông Hoàng Vĩnh Bảo còn lưu ý báo giới Việt Nam rằng những gì đang diễn ra trong nước, thí dụ kỳ họp quốc hội hay chuyện ô nhiễm môi trường chẳng hạn, là những thông tin dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Ông Trịnh Hòa Bình, nguyên giám đốc Trung tâm Dư luận Xã hội, nay là thành viên của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, nhận định. Đây là phát biểu chính thức của nhà nước do Đảng Cộng sản cầm quyền. Thế thôi. Thì đúng như điều anh Bảo nói, nhân quyền ở Việt Nam dưới cái góc nhìn của quốc tế và đến lượt Việt Nam nhìn lại thì nó là vấn đề nhạy cảm. Và có lẽ cũng chưa bao giờ mà vấn đề nhân quyền được đặt ra ở Việt Nam cách phổ quát nó, tôi không muốn nói là gay gắt. Nói gì thì nói, ra Việt Nam cũng đã đạt được những cái bước tiến nhất định, xét về mặt lý luận, xét về mặt quan điểm xung quanh những vấn đề nhân quyền. Thế còn có điều là cái nhân quyền ở Việt Nam nó còn bị quy chiếu bởi cái văn hóa của Việt Nam nữa. Ở đấy đương nhiên cái văn hóa là bao gồm cả chính trị. Thì ở đây nó có những vấn đề như thế. Họ nghĩ là cũng không nói được nhiều hơn nhưng bởi vì phát biểu chính thức họ là như vậy. Còn bản thân tôi không phải là cái thang đo, không phải là cái thước đo để đánh giá. Đối với tầng lớp lãnh đạo Việt Nam hiện nay, nhân quyền là vấn đề nhạy cảm ngay từ trong khái niệm của nó. Đó là phát biểu của ông Vũ Quốc Ngữ, thành viên mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Họ không muốn nhân dân hiểu rõ và thực thi nhân quyền trong các phương tiện thông tin đại chúng. Thì họ không muốn cho các báo rất nhiều đến vấn đề này. Ở Việt Nam họ có một cái gọi là tiêu chuẩn gần như là tiêu chuẩn riêng như thế giới. Chứ họ không công nhận cái nhân quyền phổ quát mà họ bảo rằng cái nhân quyền Việt Nam nó mang tính đặc thù xã hội chủ nghĩa cả thể như thế. Cho nên là cái nhân quyền của người Việt Nam mình nó khác với cái nhân quyền thế giới, nhân quyền phổ quát. Và do đó là việc đưa tin chúng là cũng phải theo đúng chỉ đạo của Đảng và Chính phủ. Chính quyền Việt Nam làm sao mà nó không ảnh hưởng đến sự lãnh đạo độc tôn của Đảng và không ảnh hưởng đến cái sự lãnh đạo của Chính phủ. Quốc hội Việt Nam đang nhóm họp với dự định thông qua một loạt các luật, trong đó có luật về tôn giáo, vốn là một trong những chủ đề liên quan đến nhân quyền. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cùng các nhà hoạt động nhân quyền trong nước đã bày tỏ sự quan tâm rằng luật tôn giáo, một khi được thông qua, sẽ là cơ hội cho Việt Nam vi phạm quyền con người nhiều hơn nữa. Chính quyền thì lại cho rằng có những kẻ xấu, những thế lực thù địch đã nhân cơ hội này lôi kéo, tuyên truyền và kích động người dân chống phá nhà nước, như nội dung phát biểu của Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo khi đưa ra cảnh báo là cần phải thận trọng lúc viết về nhân quyền.
Phát biểu của Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông như một lời đe dọa không hơn không kém là ý kiến của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Chuyển. Cái lời đe dọa đó nó là một cái chuyện hết sức là bình thường ở Việt Nam. Đối với những ký giả mà tôi cho rằng thuộc nhà nước kiểm soát thì họ sẽ hết sức thận trọng và họ sẽ chẳng bao giờ dám viết cái vấn đề đó. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta có những người viết báo mà không lệ thuộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì họ sẽ viết và họ chấp nhận trả giá khi mà nói lên những cái sự thật như vậy. Ở Việt Nam vấn đề nhân quyền đang bị đe dọa vì lên tiếng cho quyền tự do ngôn luận mà blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt. Rất nhiều người khác cũng đang rơi vào cái tình trạng bị khởi tố trong điều 88 tuyên truyền chống phá nhà nước. Bản thân tôi cũng bị cái tội danh như vậy. Vậy, theo nhà nước thì những kẻ xấu nào, những thế lực thù địch nào đã lợi dụng vấn đề nhân quyền để xúi dục hành động chống phá? Ông Nguyễn Bắc Truyển trả lời. Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn người dân với cái cặp mắt thù địch khi mà họ nói là sự thật trong cái đời sống xã hội của họ. Tôi xin khẳng định không có ai lợi dụng tôi cả. Tôi làm vì lương tâm của tôi, vì cái trách nhiệm của một công dân. Không ai đứng đằng sau lưng suối hay là kích động để cho tôi làm những việc này. Câu hỏi tương tự cũng được nêu ra với cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên, thành viên mạng lưới Blogger Việt Nam. Có lẽ tôi trả lời bằng cái hình thức hóm hình một chút là tôi hoàn toàn bị lợi dụng, tôi hoàn toàn bị kích động, tôi hoàn toàn bị xúi dục bởi chính lương tâm và trách nhiệm của tôi. Chính ngoài ra thì không có một cái thế lực nào bên ngoài hết. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn coi nhân quyền là một điều cấm kỵ, không chỉ riêng đối với các nhà báo là đảng mà đối với mọi thành phần trong xã hội Việt Nam. Phải chăng đó là lý do khiến Bộ Thông tin Truyền thông phải lên tiếng cảnh báo phóng viên cần thận trọng khi viết những tin, những bài có liên quan đến nhân quyền? Đặc biệt là trong cái bối cảnh này thì tôi nghĩ rằng là trước nhất ấy, thì chúng ta phải thừa nhận một cái điều rằng là người dân càng ngày càng nhận thức được rõ hơn về giá trị con người và cụ thể là vấn đề nhân quyền. Cái phát biểu này một lần nữa thì cho chúng ta thấy rất rõ là trước sau như một, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam luôn luôn nhất quán trong cái vấn đề coi nhân quyền là cái điều tối kỵ, cấm kỵ và không được phép tồn tại ở Việt Nam. Hiến định về quyền con người đang được hiểu khác nhau là tựa đề một bài do báo trong nước loan tải, đề cập đến báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ triển khai thi hành hiến pháp giai đoạn 2014-2016. Qua đó, chính phủ nêu ra một số vướng mắc cần tháo gỡ mà điển hình là quy định trong khoảng 2 điều 14 về quyền con người. Tin nói, vì cách hiểu khác nhau nên khó đạt được sự nhất trí cao trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quyền con người, quyền công dân, vì thế ảnh hưởng đến tiến độ soạn thảo văn bản cũng như sự trình bày của chính phủ. Ông Trần Ngọc Quang, trước kia là phóng viên báo đảng, nay là một nhà báo độc lập, góp ý. Thực sự ngay nhà nước, ngay quốc hội, ngay kể cả những cái tổ chức lề phải đấy cũng chưa đưa ra cho xã hội Việt Nam một cái khái niệm thế nào là nhân quyền. Bản thân họ cũng còn chưa hiểu, đừng có nói chuyện mà anh hướng dẫn dư luận. Anh là quan chức thì trước hết cái tư cách con người của anh nó cũng chưa rõ, cái quyền của anh còn không biết, làm sao mà anh có thể dẫn dắt dân chúng được. Chính vì những lẽ đó, nhà báo độc lập Trần Ngọc Quang kết luận. Lãnh đạo Việt Nam đã có những khái niệm rất mơ hồ trong lúc báo mạng thì đầy dẫy những định nghĩa cũng như những tin bài xác thực về nhân quyền, về dân chủ, về tự do mà nhà nước không thể hay không có khả năng che lấp. Thưa quý thính giả, dự thảo luật về hội bị giới học giả chuyên gia phê phán là thiếu dân chủ và có nhiều điểm sai lệch cần chỉnh sửa. Cùng lúc, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vào hôm 25 tháng 10 năm 2016 cũng xin Quốc hội lùi việc thông qua dự luật này để ban soạn thảo tiếp thu hoàn chỉnh và sẽ trình trong kỳ họp sau. Nam Nguyên ghi nhận một số thông tin liên quan. Tại sao công luận lại ném đá dữ dội đối với dự thảo luật về hội, từng được người dân chờ đợi hơn 60 năm qua? Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, một tổ chức độc lập đã tự giải thể từ Hà Nội, nhận định. Cái luật này theo cái dự thảo cuối cùng ngày 10 tháng 10 năm nay mà Quốc hội đang bàn thảo ấy, thực ra là một cái luật để kiểm soát các hội. Hơn là một cái luật tạo điều kiện cho người dân thực thi quyền lập hội của mình
theo đúng tinh thần của hiến pháp. Đấy là cái điểm quan trọng nhất mà nó được thể hiện ở thứ nhất là muốn thành lập một cái hội thì phải có một cái ban vận động, mà cái ban vận động đấy thì phải được cơ quan nhà nước người ta chuẩn y, tức là người ta nắm đằng chui là người ta thích ai thì người ta cho người đấy, còn không thì thôi. Rồi cái quy định không liên kết với các cái hội nước ngoài, không nhận tiền tài trợ nước ngoài, vân vân và vân vân, tức là một số những cái điều mà thực sự là nó cản trở quyền lập hội của người dân. Trước đó tại buổi tọa đàm xây dựng luật về hội phù hợp với chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam do Viện Nghiên cứu Chính sách VEPA tổ chức hôm 21 tháng 10 vừa qua tại Hà Nội, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã mô tả bản dự thảo luật về hội là một bước lùi rõ rệt. Theo tin ghi nhận tại chỗ, bà Phạm Chi Lan chỉ ra khoản 5 điều 8 dự thảo luật về hội, quy định hội không được liên kết, không nhận tài trợ từ nước ngoài, trường hợp đặc biệt phải do chính phủ quy định. Điều khá ngạc nhiên là theo quy định hiện hành, chính phủ vẫn cho phép hội được thực hiện những điều mà dự thảo luật xem là hành vi bị cấm. Nhận định về vấn đề dự luật về hội cấm tổ chức liên kết với các hội nước ngoài và cấm nhận tài trợ từ nước ngoài, tiến sĩ Nguyễn Quang A phát biểu. Tôi nghĩ là có thể là mất cái khoản đó, và cái đấy là rất là vô cùng thiệt thòi cho các cái tổ chức hội được đăng ký. Và cái đấy nó sẽ làm què quặt những cái hội mà đằng nào cũng bị nhà nước kiểm soát như từ trước đến nay. Và tôi nghĩ rằng đối với các hội hay là các tổ chức xã hội dân sự mà độc lập, tức là không có đăng ký, thì với cái tinh thần là những tổ chức đó có thể bất tuân những luật vi phạm hiến pháp. Tôi nói thí dụ như nếu cái luật hội này được Quốc hội thông qua thì là cái luật đó là cái luật có thể được coi là vi hiến, và đã là vi hiến thì người dân không có nghĩa vụ phải tuân theo. Trong cuộc phỏng vấn của Nam Nguyên thực hiện qua điện thoại vào tối 25 tháng 10, 2016, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực luật sư nhân quyền ở Sài Gòn cho rằng, trong một thời gian dài, dự thảo luật về hội đã tập trung nhiều luồng ý kiến phản biện. Một phía mong muốn bộ luật sẽ cởi mở để người dân thực hiện quyền tự do lập hội, phía khác lại đi theo hướng kiểm soát chặt chẽ một quyền cơ bản của người dân. Luật sư Trần Quốc Thuận trình bày quan điểm của ông về quyền tự do lập hội. Ông nói: bộ luật về hiện giờ có hai loại ý kiến, thì tôi ủng hộ ý kiến là cái việc lập hội đó là muốn lập hội được cứ đăng ký thì lập, chứ không cần phải xin phép ai cả, và cũng không cần ai phê chuẩn thì ban chấp hành cái người đứng đầu hội cả, và cũng không cần phê chuẩn cái điều lệ. Nhưng mà trong cái luật đông có quy định là những điều lệ đó là không được xâm phạm đến của cha, thì luật sao cũng có những một cái quy định rất là cụ thể ra nè. Tôi ủng hộ chứ là nên đăng ký lập và báo cho người ta biết thôi, chứ không phải đi xin phép. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, dự thảo luật về hội quy định hội không được liên kết, không nhận tài trợ từ nước ngoài là không hợp lý, bởi vì rất nhiều hội nhờ được nước ngoài tài trợ mà có thể tổ chức những cuộc hội thảo quan trọng, như hội thảo về Biển Đông chẳng hạn. Luật sư Trần Quốc Thuận còn đề cập tới việc dự thảo luật về hội không chi phối một số hội do chính quyền thành lập, vì nhóm này đã có luật riêng. Ông nói: luật về hội kỳ này đó, thì người ta đặt vấn đề là không được điều chỉnh cái xấu của tổ chức quyền chính trị xã hội mà đã có luật quy định rồi. Trong đó có Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ, và sau khi tổ chức đó thì không điều chỉnh bao giờ được này. Thì cũng đang diễn qua này, có lẽ là cũng nên đưa ra các tổ chức đã bình đẳng với các tổ chức mở thành lập. Nhưng mà cái việc đó cũng rất là khó, vì các tổ chức thì đã có luật riêng rồi, và họ thông qua rồi. Còn cái việc mà để trở lại thì tôi cho rằng có một câu hỏi mà gần 90% là đáng thương, thì cứ để lại để theo những kiến nghị của những tổ chức hiện sự
thì chị Hán đang vận động thay đổi cái gì thì cái này nó tôi cảm giác là hoàn toàn không có thể thực hiện được. Tại phiên họp Quốc hội ngày 25 tháng 10, 2016, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân xin hoãn thông qua luật về hội trong kỳ họp thứ hai hiện nay để ban soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh và trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Ông Bộ trưởng cho biết dự luật có 33 điều thì các đại biểu đã có ý kiến tới 32 điều, chỉ trừ điều 33 là điều khoản hiệu lực thi hành. Sự kiện này cho thấy ngay chính các đại biểu cũng nhìn thấy những bước giật lùi và sự bất cập của một bộ luật về quyền cơ bản của công dân trong thời đại hội nhập. Ngay chính tạp chí Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền lý luận của Đảng trong bản tin trên mạng ngày 14 tháng 10, 2016 còn dẫn lời các học giả chuyên gia cho rằng dự thảo luật về hội còn nhiều điểm sai lệch cần tháo gỡ, bởi vì có những bó hẹp về quan điểm, cách nhìn nhận, chưa hướng mạnh mẽ đến bảo đảm quyền lập hội, mà dường như chỉ chú trọng đến công việc quản lý nhà nước chặt chẽ hơn đối với hội. Bản tin này có thể đã bị gỡ xuống khỏi trang mạng của tạp chí Tuyên giáo, và hiện nay không còn tìm thấy. Và bây giờ, mời quý vị cùng với Hòa Ái đến với mục trao đổi thư tín. Thưa quý thính giả, những diễn biến xảy ra ở Việt Nam trong tuần qua có thể nói là tuần của sự mất mát, vì Hòa Ái ghi nhận rất nhiều khán thính giả cùng độc giả đài AFA bày tỏ sự giận dữ khi đón nhận những tin tức dồn dập mà theo họ đó là những mất mát về vật chất, tinh thần, mạng sống và cả niềm tin. Thông tin ít nhất 25 người chết, 4 người mất tích, 18 người thiệt mạng trong trận lũ vừa xảy đến ở Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, không mô tả được hết những giọt nước mắt của người dân miền Trung tại khu vực mà họ đã và đang bằng mình gánh chịu trực tiếp hậu quả của thảm họa môi trường biển do Formosa gây ra. Một thính giả ở Hà Tĩnh viết trên trang Facebook AFA là: "Tôi khóc khi nhìn thấy đoàn cứu trợ đi ngang qua." Nhiều thính giả khác chia sẻ rằng họ thật sự xót xa khi đọc được những dòng chữ này. Càng xót xa bao nhiêu, họ càng phẫn nộ bấy nhiêu. Cơn lũ lịch sử đã rút đi, nhưng vẫn còn trơ đó nhiều số phận trắng tay. Số liệu thống kê những nạn nhân nhận được tiền quà cứu trợ thiên tai chưa được công bố, trong khi không ít người tuy nhận được tiền cứu trợ lại bị chính quyền địa phương truy thu. Các phái đoàn thiện nguyện không do nhà nước quản lý, bị gây khó dễ. Thính giả Văn Kiệt lên tiếng: "Lịch sử dân tộc Việt chưa bao giờ khổ ải như ngày nay. Bởi khổ ải vì thiên tai đã kinh hồn, người dân chống chọi tới hụt hơi, thì nay lại gánh thêm cái khổ nhân tai. Giống nòi nước Việt khổ ải thê lương quá." Nhiều thính giả cho biết người dân không có lựa chọn nào khác hơn là phải chấp nhận lời giải thích của chính quyền, rằng đập thủy điện xả lũ là đúng quy trình, với sự diễn giải theo nghĩa, xả lũ thì dân bị thiệt hại thì phải xin tiền cứu dân, và như thế thì quan chức mới có dịp bòn rút tiền hỗ trợ dân, như ý kiến của thính giả Phạm Nguyệt. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều, giống như ý kiến của thính giả Nguyễn Viết Minh. "Người dân chúng tôi không cần biết là đúng quy trình hay không đúng quy trình. Việc nhà máy thủy điện ngăn sông, đắp đập, tích nước, phát điện để kinh doanh buôn bán, người dân chúng tôi bỏ tiền ra mua điện để sử dụng, chứ không phải cho không. Xả lũ gây thiệt hại tài sản của dân là phải bồi thường, còn gây ra chết người thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, bỏ tù, chứ không thể đơn giản như nói đúng quy trình là xong được đâu." Thưa quý thính giả, bên cạnh số liệu về nhân mạng và tài sản bị thiệt hại trong cơn lũ dữ ở khu vực Bắc miền Trung, trong tuần qua còn có 3 người chết và hơn chục người khác bị thương trong vụ nổ súng vào hôm 23 tháng 10 tại Đắk Nông do công ty Long Sơn san ủi đất lâm nghiệp để kinh doanh. Thông tin mới nhất là Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án nổ súng này. Ở miền Bắc, vào sáng sớm 25 tháng 10,
hàng trăm công an và bộ đội tiến hành cưỡng chế khu nghĩa địa Giải Phướng, khu đất cuối cùng của nông dân ở Dương Nội, bị doanh nghiệp tư nhân, công ty xuất nhập khẩu Hà Nội lấy kinh doanh nhưng không đền bù thỏa đáng. Người dân Dương Nội kiên quyết giữ đất, có người bị đi tù như bà Cấn Thị Thêu. Thính giả Thuyền Nguyễn khẳng định tình trạng cưỡng chế đất đai là câu chuyện dài ở đất nước chủ trương đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Đây là việc thường xuyên mà người dân lành luôn bị đuổi nhà để cướp đất của cường quyền, gây biết bao mất mát, đau thương cho người dân. Sự bức xúc đã kéo dài đến 41 năm qua, bây giờ sự chẳng đặng đừng đó vẫn tái diễn. Bây giờ những nơi chùa chiền hay là đất của những nhà tu hay là nhà phước cũng bị người ta làm quyền trước, lấy sạch sành xanh để làm của tư. Dân chẳng còn được một sự gì, cứ để như vậy thì đất nước Việt Nam cứ khổ mãi. Người dân hiền lành, chất phác, lấy chỗ nào mà sống, thì những cái người làm việc nhìn ra đi, nhìn rộng ra đi, tội nghiệp quá, ôi trời ơi là trời. Tiếp theo trong chương trình, Hỏa Trích Đăng một vài thắc mắc của thính giả nhờ Đài Á Châu Tự Do chuyển đến Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đã có quá nhiều khu biệt thự bỏ hoang, tại sao vẫn không ngừng giải tỏa với những bủa vây với tên gọi là dự án? Bảo vệ đất đai, tài sản trước sự lạm quyền của quan tham thì tại sao bị truy tố? Chính phủ Việt Nam có thấy dân chúng bất mãn với chế độ này vì bị chính quyền chiếm đất đai ruộng vườn, đẩy dân tới cùng đường hay không? Người dân không hiểu được đây có phải là quê hương mình và tại sao chính quyền tàn ác với dân mình như thế? Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót xa nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền khi giàu sang gió. Quý vị, những thắc mắc vừa rồi cũng là câu hỏi của nhiều người dân trong nước, trong đợi chính phủ Việt Nam trả lời, khi đất nước nơi họ sống ngày càng có nhiều phe nhóm lợi ích, mà tự trung người dân là nạn nhân của mọi vấn đề tiêu cực phát sinh trong xã hội. Và dường như họ tỏ ra thất vọng khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố rằng, chống tham nhũng rất khó, vì là ta đánh ta. Mới đây nhất, người dân trong nước càng hoang mang với câu hỏi họ sẽ có thể làm gì, nói gì để đóng góp cho xã hội được tốt đẹp hơn, qua thông báo của Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu phóng viên phải cẩn trọng trong việc đưa tin liên quan đến nhân quyền. Thính giả Bùi Ngọc Cương chia sẻ là rất đau đầu với thông tin vừa nêu. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nói nhân quyền là vấn đề hết sức nhạy cảm, thường xuyên bị thế lực thù địch, thế lực xấu lợi dụng để chống phá nhà nước. Vậy, thế lực thù địch là những ai? Nó ở đâu? Tại sao nó lại xúi dân mà không xúi nhà nước? Thật là đau đầu. Thính giả Nguyễn Hữu Thọ gửi lời đến Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo. Thưa ông Hoàng Vĩnh Bảo, nếu nhân quyền của các ông ưu việt như của Mỹ, châu Âu hay ngay như của Hàn Quốc, thì các ông sợ gì các thế lực thù địch lợi dụng? Các ông hô hào chống tham nhũng, bảo vệ môi trường, xây dựng đảng trong sạch, nhưng khi người dân làm những công việc đó, thì các ông viện dẫn Điều 88 Bộ Luật Hình Sự để bịt miệng hay phong tỏa người dân. Xin nhắc lại với ông rằng, không có thế lực nào cần và muốn phá hoại các ông, mà chỉ có chính các ông tự diễn biến, tự tha hóa và xa rời người dân. Thính giả Nguyễn Chân đề nghị chính phủ Việt Nam rằng, các ông tự vỗ ngực mình là lãnh đạo, nhưng nếu làm lãnh đạo lo cho dân, cho nước, thì không có một thế lực thù địch nào có thể sai khiến hay dụ dỗ được. Trước khi đổ thừa người khác, các ông hãy tự phán xét lại chính mình. Thính giả Tô Thị Bích lập luận là,
một nhà nước chính nghĩa, vững mạnh thì chẳng phải sợ thế lực thù địch nào kích động vì có sự ủng hộ của toàn dân. Một nhà nước thối tha, mục rửa thì dù có che đậy đến đâu, người dân lần lần cũng hiểu ra. Thính giả Nguyễn Thanh Long tiếp lời. Nhân quyền tốt, có nói xấu thì cũng chả ai chịu nghe. Nhưng nhân quyền xấu, có nói tốt thì cũng vậy thôi. Không thể tô son trác vấn được đâu. Đó là con người vốn vẫn nhận thức như vậy. Và kết thúc chương trình hôm nay, Hỏa dẫn lời của một thính giả nhắn tin qua Facebook. Vị thính giả viết, nhà nước luôn giải thích với người dân, mỗi khi có sự cố xảy ra thì đều đúng quy trình. Chống bạo quyền vì mất đất mất nhà phải đi tù, đúng quy trình. Tòa án trả đơn kiện Formosa, đúng quy trình. Chết vì thủy điện xả lũ, đúng quy trình. Và thậm chí, quan chức liêm khiết tậu biệt thự nông trang ở nước ngoài, con cháu di dân sống xa hoa ở các quốc gia tư bản dãy chết, cũng đúng quy trình. Chuyện gì đang xảy ra trên đất nước Việt Nam của chúng tôi vậy? Mục trao đổi thư tín đến đây xin tạm dừng. Trước khi kết thúc chương trình, Hòa Ái xin được trả lời các tin nhắn sau. Alo, thưa quý đài, tôi tên là Phong Trần, tôi muốn nghe Đài Á Châu Tự Do mà tôi nghe không được. Xin anh chị trên đài gọi lại cho tôi biết cách nào để nghe Đài Á Châu Tự Do. Tôi xin thành thật cảm ơn, chúc quý đài được dặn sự bình an. Alo, chị em là Tân Nhân Lê, sống tại miền Nam California. Em muốn nghe đài, xin quý đài vui lòng cho một cái số điện thoại nào để mà gọi tới để rồi nghe cho nó tiện. Xin cảm ơn. Quý thính giả quý mến, số điện thoại để nghe các chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài AFA là số 563-999-3262. Khi bấm dãy số này, quý vị bấm thêm số 1 để nghe chương trình phát thanh hàng ngày của chúng tôi. Hòa Ái xin lưu ý, hiện nay chương trình phát thanh mỗi ngày chỉ còn một chương trình buổi tối, phát trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét, cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Và vào lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam thứ Sáu hàng tuần, chương trình truyền hình 30 phút của Ban Việt ngữ được phát trực tiếp trên Facebook, YouTube và trang mạng của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Kính mong quý khán thính giả và độc giả đón xem. Ban Việt ngữ luôn mong mỏi quý vị đóng góp ý kiến về các vấn đề quý vị quan tâm, cũng như góp ý cho các chương trình phát hình trực tiếp được hoàn thiện hơn, để chúng tôi tiếp tục đồng hành với quý vị trong công việc chuyển tải thông tin chính xác và trung thực. Quý vị có thể liên lạc qua email tại địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc hoaai@rfa.org hoặc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình của AFA. Riêng quý vị nào đang nghe trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình phát thanh tối nay vẫn còn tiếp tục đến nửa giờ nữa. Mong quý thính giả lắng nghe đến hết chương trình. Dạ, đang nghe chương trình phát thanh tối Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý vị, thống kê của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO,
hồi năm 2012 cho rằng các ca ung thư ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đang gia tăng. Có những quan ngại nhất định liên quan đến nguyên nhân được cho là phổ biến dẫn đến sự gia tăng các ca ung thư này ở Việt Nam. Tạp chí Sức Khỏe và Đời Sống cùng với Việt Hà mời quý vị tìm hiểu trong phần sau. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2012 của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC cho biết, trong năm 2012, toàn thế giới đã có hơn 14 triệu ca ung thư mới, cao hơn con số 12 triệu 700 ngàn ca được đưa ra vào năm 2008. Các nhà nghiên cứu dự đoán đến năm 2025, các ca ung thư trên toàn thế giới sẽ tăng lên 19 triệu 300 ngàn người. Nhưng điều đáng chú ý là hơn một nửa số ca ung thư và số ca tử vong do ung thư đến từ các khu vực kém phát triển. Tại Việt Nam, nghiên cứu của IARC cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể các ca ung thư thời gian qua. Cụ thể, tỷ lệ này là 140 ca trên 100 ngàn dân. Tỷ lệ này tính trung bình trên toàn thế giới là 180 ca trên 100 ngàn dân. Nói về xu hướng này, giáo sư Nguyễn Trấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho biết. Là tôi dựa vào số liệu của WHO mà tổng quát toàn cầu đó với Việt Nam. Là một và thứ hai thì có tăng lên, nhưng cái tăng lên cũng thấy là tăng lên chung trên thế giới ha. Thế giới cũng tăng thì mình cũng tăng, chứ còn đây một số liệu nói rằng là nó nguy cơ cao nhất ha, không thôi nguy cơ cao nhì thì tôi thấy không đúng. Tại vì ra lại rồi các tính số liệu đó thì là Việt Nam ở cái mức cũng trung bình thôi. Báo cáo của IARC hồi cuối năm 2013 cũng cho thấy ung thư phổ biến nhất thế giới hiện nay là ung thư phổi với 1 triệu 800 ngàn ca, chiếm 13% tổng số các loại ung thư. Tiếp sau đó là ung thư vú với 1 triệu 700 ngàn ca, ung thư đại tràng là 1 triệu 400 ngàn ca. So sánh với Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Trấn Hùng cho biết. Ví dụ ung thư vú của Việt Nam ha, thì là khoảng 23 người mới mắc trên 100.000 phụ nữ. Thì con số đó mà của Mỹ rõ ràng là với châu Âu là khoảng 80-90, có nghĩa là cái risk của nó cao hơn của mình nhiều lắm, Việt Nam nhiều lắm đó. Thì sao nói vậy, cái ung thư cổ tử cung thì là sau 75 đó ha, thì ở miền Nam nó nhiều lắm. Bây giờ cái số liệu sao nó giảm xuống hơn phân nửa, thành ra nó đứng sau ung thư vú ha, ung thư nhiều nhất. Nhưng mà ung thư cổ tử cung đứng hàng thứ tư, theo số liệu của, nó gọi là IARC đó. Thì như thế thì sao không nói cái đó mà đi nói là nó tăng cao. Có những cái khác là cái ung thư gan, ung thư phổi thì nó cao. Cao nhưng mà số liệu nó sấp xỉ Trung Quốc, sấp xỉ Hàn Quốc và các nước Đông Á đó, chứ không phải nó giọt lên. Theo các chuyên gia về ung thư của IARC, nguyên nhân chung khiến các ca ung thư gia tăng trên toàn cầu là vì dân số gia tăng. Bác sĩ David Foreman, người đứng đầu phòng nghiên cứu về ung thư của IARC cho biết. Nguyên nhân chính khiến gia tăng các ca ung thư trên thế giới là do những thay đổi về dân số. Chúng ta có nhiều người hơn, và nhiều người già hơn khi ở độ tuổi đó, thì họ dễ bị ung thư hơn. Những thay đổi này tại một số vùng trên thế giới, đặc biệt là nước kém phát triển, khiến sự gia tăng của ca bệnh ung thư càng dễ nhận thấy. Chúng ta thấy nhiều ca ung thư ở châu Á, Nam Mỹ và châu Phi. Vấn đề là, chính là do thay đổi trong dân số. Giáo sư Nguyễn Trấn Hùng cũng cho rằng đây là yếu tố hàng đầu dẫn đến việc gia tăng các ca ung thư ở Việt Nam thời gian qua. Dân số người Việt Nam tăng lên nhiều. Thứ hai là lão quá, mà Việt Nam giờ là sống lâu lắm thì nó cũng là nguy cơ. Thứ ba là đúng là có những cái ô nhiễm, nhưng mà cũng trên thế giới cũng là vấn đề ô nhiễm chung thôi. Việt Nam chỉ có mới khoảng sau này mới có mấy vấn đề đặc biệt, nhưng mà chưa xác định được thì nói nó đại thì không dám nói ha. Và hơn nữa là người Việt Nam sau này phải nói là giàu cái nền y tế chưa phải là hay, nhưng mà cũng phát hiện được người bệnh, người ta thì có một số lo thì được đi khám sớm. Và cái phương tiện hiện nay cũng không phải là phương tiện mà thật là hiện đại, nhưng mà những cái phương tiện hay đó thì hiện giờ Việt Nam cũng có rồi, cho nên có thể phát hiện sớm hơn.
Và như vậy thì là vậy thì cái nó nổi cộm lên thấy như thế. Theo giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, một trong những yếu tố hàng đầu dẫn đến việc gia tăng các ca ung thư trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng là khói thuốc lá và lối sống. Thứ nhất là phải nói là smoking. Cái đó là 1/3 cái số người chết vì ung thư trên toàn thế giới. Mà cái số liệu nó cũng cao ở với mình đây. Mình đây là số liệu của IRC thì là 41 người đàn ông bị ung thư phổi trên 100.000 người, số đó cao. Và ung thư gan thì là 40 trên 100.000 người. Thì như vậy đó thì cái đó là rồi còn cái thứ hai đó là cái nhóm thứ hai với cái nhóm là dinh dưỡng ăn uống và nếp sống. Là tôi ưa nói cho người Việt Nam, tôi nói là bệnh theo miệng mà giàu đó, thì dễ hiểu hơn. Thì là rõ ràng là ăn uống ăn mặn quá, ăn ít rau trái, rồi để ngồi một chỗ rồi béo phì, rồi uống rượu mới có nó cộng lại hết. Báo cáo của IRC công bố hồi năm 2014 về ung thư cho thấy gần nửa triệu ca ung thư mới mỗi năm trên toàn thế giới có liên quan đến cân nặng. Theo báo cáo này thì béo phì đã trở thành nguy cơ hàng đầu có liên quan đến khoảng 3,6% các ca ung thư trong năm 2012. Theo báo cáo, những ca ung thư do thừa cân và béo phì phổ biến ở những nước phát triển với khoảng 393.000 trường hợp, chiếm khoảng 5,2% các ca ung thư mới tại các nước này. Các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, không có tỷ lệ người bị ung thư do béo phì cao như Bắc Mỹ hay châu Âu, nhưng cũng đang có xu hướng gia tăng. Bác sĩ Melina Arnold, chuyên gia nghiên cứu thuộc IARC cho rằng điều này cũng khiến các nước đang phát triển ở châu Á phải quan ngại. Yes, they should be because generally we've seen a larger. Họ nên lo ngại về điều này vì gần đây chúng tôi thấy sự gia tăng nhanh chóng về BMI ở những nước đang phát triển, nhất là trong một thập kỷ qua và đang tiến gần đến với các quốc gia phát triển. Ví dụ như Mỹ chẳng hạn, các nước đó đều đang trải qua những thay đổi nhanh chóng trong xã hội và kinh tế, và chúng tôi thấy sự thay đổi trong cách sống về gần giống như cách sống của người dân ở các nước công nghiệp hóa. Các bệnh ung thư liên quan đến những thay đổi này cũng bắt đầu xuất hiện. Nếu nó chưa xuất hiện ngay bây giờ, thì nó cũng sẽ xuất hiện trong vòng 20 năm. Lý do là vì nếu bạn bị thừa cân hôm nay, không có nghĩa là bạn sẽ bị ung thư trong ngày mai. Luôn có một khoảng thời gian để ung thư phát triển. Theo bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng, tình trạng hút thuốc lá nhiều, thiếu hoạt động thể chất, cộng thêm với uống rượu ở nam giới Việt Nam đã khiến cho ung thư gan trở thành một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay. Theo ước tính đến năm 2012 của IARC, tỷ lệ nam giới bị ung thư gan ở Việt Nam là khoảng 40 ca trên 100.000 dân. Hiện, Việt Nam được xếp vào hàng top 3 nước có mức tiêu thụ rượu bia cao nhất châu Á chỉ sau Nhật Bản và Trung Quốc, với 3,4 tỷ lít bia một năm. Theo báo cáo của Hiệp hội Bia Rượu Nước Giải Khát Việt Nam, mức tiêu thụ đồ uống có cồn, đặc biệt là bia tại Việt Nam đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua. Vấn đề ô nhiễm môi trường cũng được cho là một yếu tố quan trọng dẫn đến ung thư, theo báo cáo của IARC. Báo cáo về yếu tố này của IARC được công bố vào năm 2013 cho thấy vào năm 2010 có khoảng 223.000 người trên thế giới chết vì ung thư phổi do nguyên nhân từ ô nhiễm không khí. Theo IARC, tại các nước như châu Âu và Mỹ, sau nhiều thập kỷ thực hiện các quy định nghiêm ngặt về môi trường không khí, ô nhiễm không khí đã giảm xuống và có thể nói là trong lành hơn so với những vùng khác trên thế giới. Tuy nhiên, tại châu Á, quá trình công nghiệp hóa đang đe dọa chất lượng không khí tại đây. Bác sĩ Dana Loomis, phó giám đốc IARC cho biết. In the United States and in Western Europe, as a result of several decades of regulation and... Vùng người dân bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi ô nhiễm không khí chính là châu Á. Đó là nơi mà quá trình công nghiệp hóa đang diễn ra nhanh chóng. Một lượng lớn người dân sống gần các nhà máy, các đường giao thông tấp nập và ô nhiễm tại đây rất cao. Nhất là Trung Quốc, Đông Nam Á và Ấn Độ, những nước có dân số đông. Hiện, IARC cũng xếp không khí ô nhiễm vào nhóm 1, các chất gây ung thư cho người. Theo bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng, ô nhiễm thực phẩm gây lây lan các loại virus viêm gan và nấm mốc cũng là nguyên nhân dẫn đến ung thư gan đáng quan tâm tại Việt Nam. Hiện giờ thì rõ ràng là
với cái số liệu chung đó, tại vì số liệu Việt Nam thì không thể dùng để nói, tại vì nó hơi manh mún ha. Nhưng mà rõ ràng là cái con B và con C đó, ha, C thì ít hơn nhưng hiện giờ cũng phát triển nhiều, thì hai con đó là chính nó là chịu trách nhiệm cho ung thư gan. Và ung thư gan ở người đàn ông Việt Nam thì là cùng với ung thư phổi thì là cao nhất. Tôi nhắc lại cái số liệu của Iris thì là 40 người mới mắc trên 100.000 người. Wow. Đàn ông, tôi nói đàn ông, tại vì phụ nữ thì chiếm khoảng 1/3 thôi, thì cái đó cũng giải thích được là tại vì phụ nữ cũng bị mấy cái con virus đó, nhưng mà còn thêm đàn ông uống rượu dữ dội ha, cộng thêm cái kia nó gọi là potentialize đó ha, cái làm mạnh lên cái virus ha. Rồi còn cái nữa là cái aflatoxin ha, uống mà cái đồ nấm mốc này kia đó thì ở Việt Nam không thể nào kiểm tra được hết. Đề cập đến những lo ngại gần đây của người dân về những thực phẩm chế biến bẩn hoặc có các chất cấm có thể gây ung thư, giáo sư Nguyễn Trấn Hùng cho rằng điều này vẫn cần phải có thêm nghiên cứu để khẳng định chính xác. Nói rằng cái ô nhiễm, nhất là thức ăn bẩn đó, nó gây ra 1/3 các ung thư thì không đúng. Cái ăn bẩn là nó nguy hại trước mắt, nó không kịp để mà bị ung thư phải lâu dài. Thành ra những cái ô nhiễm phải thời gian lâu dài. Nhưng mà kể cả ô nhiễm thì hiện giờ đương bị ô nhiễm nhiều thì không biết rằng thời gian tới nó sẽ ra sao. Nhưng mà nói rằng ô nhiễm của mình thật là nhiều để bây giờ bị ung thư thì chưa có nói được. Giáo sư Nguyễn Trấn Hùng cho rằng người dân cần phải có thêm những thông tin để bảo vệ mình trước các nguy cơ ung thư, bao gồm lối sống, chế độ ăn và ô nhiễm. Nhưng cũng không phải vì thế mà quá hoang mang trước những thông tin dồn dập gần đây trên báo chí cho rằng Việt Nam là nước có nguy cơ ung thư nhất nhì thế giới. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang Tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới. Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASIASAT 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Thưa quý thính giả, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lao đao trong cuộc vận động tranh cử khi hàng loạt phụ nữ ra mặt tố cáo ông từng xâm hại họ. Nhiều người ủng hộ ông Trump nói rằng những phụ nữ đó muốn nổi tiếng và bác bỏ hoàn toàn chuyện lạm dụng tình dục,
Câu hỏi đặt ra là tại sao những nạn nhân đó lại không tố cáo kẻ xâm hại ngay khi bị tấn công? Hải Ninh có cuộc phỏng vấn với Tâm Phan, một nhà văn luôn lên tiếng bên vực phụ nữ, hiện sống ở Sydney, Australia, để tìm câu trả lời. Bản thân nữ nhà văn này cũng từng bị quấy rối, tuy nhiên chị không bạch mặt kẻ xâm hại. Mời quý thính giả cùng đến với cuộc trao đổi giữa Hải Ninh với nhà văn Tâm Phan. Xin cảm ơn chị Tâm Phan đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Câu hỏi đầu tiên tôi xin được hỏi chị là, theo như chị đã biết đó, rất là nhiều thống kê, người ta nói rằng là đến 90% các vụ quấy rối tình dục hay là lạm dụng đều không được đưa ra ánh sáng. Thì theo chị, nguyên nhân chính là ở đâu? Tại sao những nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ, lại không ra mặt tố cáo kẻ đã xâm hại họ? Xin mời chị. Theo tôi thì những nạn nhân của các vụ quấy rối tình dục ấy, họ cảm thấy là xấu hổ, cảm thấy là bị nhục nhã. Sau khi mà bị xâm hại, họ cảm thấy nhục nhã và không muốn là tố cáo để đưa ra ánh sáng, bởi vì làm như vậy thì họ cũng cảm thấy là như vậy là tự làm nhục mình ấy. Chính vì vậy đấy là một cái điều mà ngăn cản họ tố cáo kẻ mà đã quấy rối mình. Đấy là nguyên nhân chính thôi. Chị có thể nói rõ hơn được ý này hay không ạ? Phần lớn cái người nạn nhân là cái người phụ nữ ở thất cổ bé họng, họ cảm thấy là khi mà bị họ bị lạm dụng thì họ cảm thấy nhục nhã và đau khổ, họ nghĩ là họ chỉ mình họ bị như thế thôi, họ không dám đưa ra ánh sáng hoặc không dám tố cáo, vì họ nghĩ rằng là mình tố cáo người ta ra thì mình sẽ bị đơn độc và người ta sẽ cười mình, người ta sẽ cười nhạo mình và mình sẽ cảm thấy là bị nhục nhã, chứ không có cái gì hay ho cả. Một khi mà một người đã lên tiếng nói và các phụ nữ khác, các nạn nhân khác bắt đầu đồng thanh tố cáo thì lúc đó lại tạo nên một sức mạnh. Câu hỏi này có lẽ là hơi cá nhân một chút, nhưng mà xin được hỏi là chị đã từng bao giờ bị xâm hại chưa, ở nơi làm việc hay ở ngoài xã hội hay không? Nếu không ngại chia sẻ thì xin hãy cho biết việc đó đã xảy ra như thế nào. Có. Cái việc này nó xảy ra cách đây gần 20 năm rồi, rất là lâu rồi. Hồi đó là mình mới là sinh viên đại học, đi làm thêm bán thời gian thôi, làm thư ký trong một công ty thương mại. Thì trong một cái buổi họp với cả sếp ạ, thì không sếp thì là người rất là tốt, không nói làm gì. Thế nhưng mà đối tác trong cái buổi họp đó, lúc đó là sếp đã đi vắng và để mình làm việc lại, tức là để đối tác bàn giao lại công việc cho mình, vì mình là thư ký mà, thì mình phải ghi lại những việc mà đối tác họ bàn giao. Thì ông đối tác đó, ông ấy bất ngờ ông sờ vào ngực mình. Hồi đó mình rất là sợ, hoảng sợ ấy, nhưng mà không biết làm gì, không biết làm thế nào, cũng không dám cưỡng lại, cũng không dám đánh hay là tát vào người ta, hay là nói chung là mình hồi đó vẫn còn trẻ và còn non dại và rất là cảm thấy sợ hãi, nhưng mà cũng vừa sợ hãi vừa xấu hổ vừa tủi nhục, nhưng mà cũng không dám làm gì ấy. Cảm thấy là mình yếu thế và cũng không có ai giúp được ấy. Ông ấy thò tay, ông ấy sờ ngực mình xong rồi mặt điềm nhiên như không. Nhưng mà cái sự kiện đó làm cho mình nhớ mãi cho đến bây giờ, không bao giờ quên được. Cái chuyện đó mình cũng không nói với ai cả. Hôm nay là lần đầu tiên nói chuyện với cả RFA thì mình mới bắt đầu kể lại cái câu chuyện này. Đây là lần đầu tiên luôn. Thực ra nó cũng không đến nỗi là như kiểu là cưỡng hiếp để mà mình phải đưa ra pháp lý hay là làm sao đó. Nhưng mà nó vẫn là một cái vết hằn ở trong ký ức của mình ấy. Thì mình rất là sợ. Đến bây giờ thì dĩ nhiên là mình sẽ, chắc chắn là mình sẽ có phản ứng. Sau gần 20 năm thì mình bây giờ mình là người phụ nữ trưởng thành thì mình sẽ biết là phải làm gì. Thế nhưng mà hồi đó mình còn quá là non trẻ, rất là sợ hãi và cũng sợ là nghĩ là nếu mà mình nói ra với sếp thì sếp sẽ nghĩ là mình vu oan cho bên đối tác và có khi thể là mình sẽ bị đuổi việc nữa cơ. Cho nên là mình không có nói với ai cả. Nhưng mà cũng may là chuyện đó chỉ xảy ra có đúng một lần thôi.
Nếu mà bây giờ ông đối tác đó mà có lên tranh cử thủ tướng ở đâu đó thì chắc chắn là mình sẽ ra public để nói chuyện trên các kênh truyền thông, kể về cái việc cái tội của ông ta đã làm với mình. Cũng giống như là các cô gái mà đang nói chuyện về Donald Trump ấy, về các cái vụ lạm dụng tình dục của ông ta cách đây bao nhiêu năm rồi đó. Ngay sau lúc bị cái người đàn ông đó sờ nắn ngực thì chị cảm thấy như thế nào? Cảm thấy là tức giận. Nhưng mà không biết phải làm ra. Mới tức giận xong rồi, và một phần là cũng xấu hổ. Bởi vì bây giờ chính vì xấu hổ là không dám kể với ai hết. Nhưng mà cái tức giận là cái lớn nhất. Nhiều khi trong đầu cứ quay đi quay lại cái cảnh đấy ấy, và nghĩ rằng là mình sẽ ăn được khác ấy. Mình không thể để cho người ta làm như thế với mình được ấy. Và trong đầu cứ quay đi quay lại cái cảnh đấy, và để diễn là tưởng tượng là lúc đó là mình sẽ tát vào mặt người ta một cái và nói là ông không được phép làm như thế, hoặc là anh là kẻ thô vị, tôi sẽ báo công an chẳng hạn, như thế. Thế là tức là lúc trong đầu luôn kiểu bị ám ảnh ấy, và rất là giận dữ, cảm thấy khó chịu trong kinh khủng, cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mà may là nhiều qua thời gian ấy thì mình cũng quên, cũng gọi là xoa dịu được cái sự tức giận đó ấy. Nhưng mà không bao giờ quên được. Có rất là nhiều luồng tranh luận mà người ta nói rằng là các nạn nhân cũng có lỗi, có lẽ là tại các cô mặc hơi quá hở hang, hay là các cô ăn nói hơi quá khiêu khích dẫn tới là khiến người ta xâm hại các cô. Thì theo chị, những đánh giá đó liệu có công bằng hay không? Không, chắc chắn là không. Đấy là một cái thói quen đổ lỗi cho nạn nhân. Đây là cái cách mà những kẻ gây án, gây sự luôn luôn là tự bao biện cho mình rằng là đấy là do tại cái người nạn nhân, tại cái nạn nhân đó khiêu khích. Nhưng mà cái đó không phải nhá. Ví dụ điển hình nhất là như những người tị nạn Syria vào nước Đức, người đàn ông ở đó, người tị nạn, họ không quen nhìn thấy phụ nữ mặc áo hai dây hoặc là hở ngực hở vai, bởi vì ở nước họ là nước Hồi giáo, họ chỉ nhìn thấy là phụ nữ trùm kín mặt. Nhưng mà ở nước Đức, đấy là một nước dân chủ tự do, và phụ nữ có thể mặc hoặc là thậm chí là không mặc gì, hoặc là trần truồng trên bãi biển, họ đi tắm biển, họ không thậm chí không mặc gì. Đấy là cái việc tự nhiên của họ, đấy là cái quyền con người của họ. Nhưng mà những cái người tị nạn thì họ tới một cái đất nước văn minh, họ không hiểu, họ nhìn thấy những người, lần đầu tiên họ nhìn thấy những người phụ nữ châu Âu mặc áo hở lưng và họ nghĩ rằng như vậy thế là mời mọc họ. Đấy là cái suy nghĩ rất là thiệt cận, là thiếu văn minh. Chị Tâm Phan có một cô con gái nhỏ rất là xinh xắn. Chị dạy con như thế nào để con gái chị có thể tránh gặp phải những chuyện bị xâm phạm như vậy? Mình dạy con từ rất là còn khi nó còn nhỏ, từ khi nó có 4-5 tuổi, rằng đây là bộ phận kín của con, private part, không ai có quyền chạm vào nó, chỉ có con. Lúc mà nó nhỏ, nó quá nhỏ thì không sao, nhưng mà khi nó bắt đầu ý thức được, nó bắt đầu hỏi đây là cái gì, đây bộ phận này là cái gì, thì mình giải thích cho con và nói là khi tắm cho con ấy, thì riêng cái bộ phận kín của con thì con hãy tự lau rửa. Vì ngay kể cả mẹ cũng không nên chạm vào bộ phận kín của con. Ngay từ cái việc nhỏ như thế thôi, con sẽ ý thức được rằng đây là vùng bất khả xâm phạm và không ai có quyền chạm vào. Mình nói kể cả những người thân ở trong nhà, kể cả là bố nó hay là ông, cũng không được quyền. Khi con đến trường và con về, con nói rằng là thầy, có thầy giáo này, thầy rất là quý mến con ấy, con là học trò cưng của thầy chẳng hạn, thì mình cũng bà luôn luôn sẽ hỏi là thầy có động chạm vào đâu, có bộ phận nào của con không. Bởi vì ranh giới giữa việc thầy cưng trò và thầy động chạm vào người trò thì là nó rất là mong manh. Cho nên là người mẹ bao giờ mình cũng phải theo sát con. Ngay cái việc của mình cách đây 20 năm, khi hồi đó mình có 19 tuổi, còn là gái trưởng thành rồi đấy, mà mình còn sợ, mình còn không dám nói với ai đấy. Thì một đứa trẻ có 6-7 tuổi làm sao mà nó dám nói với ai được. Chính vì vậy mà mình luôn luôn là khuyến khích con mình là có gì con hãy kể đến hết với mẹ. Và luôn luôn ý thức được rằng là những cái bộ phận cơ thể của mình là của mình, không ai có được quyền động chạm vào.